tập hát thôi anh em ơi. Hiện tại đang cảm thấy như thế nào? Mình cảm thấy rất vui ạ. À, áo hơn ạ. Tuy là say xe nhưng mà trong lòng mình không thể giấu đi niềm hân hoan chuẩn bị được xuống xe. Đang rất là say rồi nhưng mà sắp đến rồi nên mình đang rất là cố gắng. Linh ơi, Linh trả lời phỏng vấn. Xong Linh, cả hai bạn cùng nói, cả hai bạn cùng nói, cùng trả lời. Em rất là háo hức, em chờ rất lâu rồi. Em vừa ngủ vừa háo hức chị ạ. Hiện tại tôi cảm thấy rất là háo hức và đón chờ những hoạt động trong buổi sáng và buổi chiều ngày hôm nay. Quay sáng chúng mình sẽ làm gì ạ? Tớ có được nghe lúc nãy ở trên xe, mặc dù tớ hơi lim dim ngủ một xíu, nhưng mà tớ nghe được là buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ có hoạt động liên quan xếp chữ này, chúng ta sẽ có hoạt động và đi nhảy này, và tớ rất hào hứng cho phần nhảy này. Nào em chia sẻ một chút cảm nghĩ sau được xuống xe đi. Em cảm thấy rất là háo hức, nhưng mọi người cũng rất là háo hức, nhưng mà em thấy mọi người gái hơi to. em định làm gì anh đấy? em có thể hỏi cảm xúc của anh hiện tại như nào? Anh cảm thấy rất là hào hứng và sáng nay anh đã dậy từ 4 giờ luôn. Anh năm nay là năm thứ 7, anh đóng nhận với cả 3 show rồi, năm thứ 7 rồi. Những chặng đường mình đi qua, những con người ở nơi xa. Tôi sẽ ghi hết cả thế giới hết để mai sau này khi mơ ra. Thấy rằng hôm qua mình đã sống thật thà, đã chẳng hoang phí ngày thanh xuân của chính ta. Nhớ mãi hành trình nơi đây, nhớ phút giây, nhớ mỗi ngày, nhớ những khung trời mà mình đã có ở đó với gió và mây. Đời là những chuyến đi nào thì cũng đáng nhớ. Và rồi một ngày nào tôi sẽ nhớ, nhớ mãi chuyến đi này. 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 Mãi chuyến đi này. Let's go. Những chặng đường mình đi qua, những con người ở nơi xa. Tôi sẽ ghi hết cả thế giới hết để mai sau này khi mở ra. Thấy rằng hôm qua mình đã sống thật thà, đã chẳng hoa phí ngày thanh xuân của chính ta. Say me, thì ra
hết cần hết giữ hết để mai sau này khi mở ra thấy rằng hôm qua mình đã sống thật thà, đã chẳng hoang phí ngày thanh xuân của chính ta. Sẽ nhớ mãi hành trình nơi đây, nhớ phút giây, nhớ mỗi ngày, nhớ những khung trời mà mình đã có đó với gió và mây. Đây là những chuyến đi nào thì cũng đáng nhớ, và rồi một ngày nào tôi sẽ nhớ, nhớ mãi chuyến đi này. 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 Let's go. Những chặng đường mình đi qua, những con người ở nơi xa, tôi sẽ ghi hết, cất hết, giữ hết để mai sau này khi mà. Tự trọng và yêu thương đó, nó sẽ là một phần không thể tách rời của 3C sống tự. Và nó là nguyên lý sống của chúng ta, nó là triết lý sống của chúng ta, nó cũng là lẽ sống của chúng ta, và nó là giá trị lõi của Paso. Và cái đó nó sẽ giúp cho chúng ta tiếp tục đi những con đường xa hơn, dài hơn. Và kể cả những người không còn ở Paso thì cái điều đó cũng vẫn tiếp tục giúp được cho họ. Con người chúng ta ai cũng phải làm việc, và công việc ai cũng thế, đều vất vả, đều khó khăn. Nhưng nếu như chúng ta nhìn thấy cái ý nghĩa của công việc thì chúng ta sẽ cảm thấy chúng ta sống được hạnh phúc hơn, nó nhẹ nhàng hơn, nó không bị hằn học, không bị hầm hực khi chúng ta làm cái việc đó. Chứ chúng ta không thể tránh được việc đó. Các bạn và tôi đều thế thôi. Việc gì cũng đều có vất vả, đều có khó khăn, chứ không có cái việc gì dễ dàng hết. Thế thì đó là cái tôi muốn chia sẻ các bạn. Mình hãy nhìn ra cái ý nghĩa của công việc mình làm, chứ không phải cái việc chân tay thì mình coi thường, cũng không phải là những cái việc nhỏ thì mình coi thường. Bởi vì như thế chính là mình không tôn trọng chính bản thân mình. Cái chữ đầu tiên đó là tự trọng. Thế còn yêu thương thì sao? Cho nhau một nụ cười, cho nhau một cái ôm, có khi mình sẽ vui cả tuần tiếp theo. Và tôi cũng đã nói với các bạn rất nhiều lần, hãy coi tất cả những đồng nghiệp, những người cấp trên, những người cấp dưới là anh em trong gia đình. Và như thế chính là bạn đã yêu thương. Hãy coi tất cả những khách hàng của chúng ta là những người bạn thân, và bạn sẽ có rất nhiều người bạn thân. Vậy thì càng ngày bạn càng cho đi sự yêu thương, bạn sẽ càng có nhiều thêm anh em trong gia đình, bạn sẽ có nhiều thêm những người bạn chân thành. Và các bạn biết không, yêu thương là một thứ cho đi càng nhiều, nhận càng nhiều. Cho càng nhiều yêu thương thì mình càng còn mãi yêu thương. Và yêu thương đâu đó, từ những cái nhỏ nhất quan tâm đến nhau, bạn cũng là sự yêu thương. Rồi hỗ trợ nhau, giúp đỡ nhau trong những cái công việc hàng ngày, đó chính là sự yêu thương lẫn nhau. Các bạn càng yêu thương thì các bạn càng phải thấu hiểu những người xung quanh. Thì lúc đó cái tình thương của các bạn nó chân thành, nó không giả dối. Và tôi chỉ muốn nói các bạn, sự yêu thương, sự tự trọng là cái, nó chính là triết lý sống của chúng ta. Nó sẽ đi cùng với chúng ta mãi mãi. Sống một mai thế giới kia ngừng trôi, ôi những ngày mà ta đôi mươi, dành tất cả nhiệt thành để yêu một người. Chẳng muốn nhớ về lời tỏ tình đánh rơi, chẳng muốn đắn đo lý do em đáp lời. Say adieu.
chẳng muốn nghĩ xung quanh ai nghi vấn ta liệu có xứng đôi. Ta vẫn cứ yêu nhau đấy thôi. Và nếu một ngày em lỡ quên ngày anh đứng bên hiên một tuần chờ em bước tới, sẽ ngân nga về em đôi lời, về năm tháng đẹp tươi mình từng bên nhau mãi không xa rời. Trời, lời hứa ghi trên bờ môi, sau một mai thế giới kia ngừng trôi. Ôi những ngày mà ta đôi mươi, dành tất cả nhiệt thành để yêu một sống mãi tuổi đôi mươi. La 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 la. Những ngày ta đôi mươi, những ngày ta rất vui, những ngày em bên anh đưa tay ta hái sao trên bầu trời, lời hứa ghi trên bờ môi.